Khánh ngày 2 tháng 9 thì có lẽ là một ngày trọng đại đối với đất nước và đối với sự giải phóng của Việt Nam lúc bấy giờ. Và tôi cũng chỉ được học lại trong lớp học những cuốn sách lịch sử, chứ đến thời điểm đấy thì có lẽ bố mẹ tôi cũng còn chưa được sinh ra đời, nên đấy là những suy nghĩ của tôi. Sau 70 năm đất nước phát triển thì tôi cũng được nghe qua những câu chuyện của bố về thời còn là những cậu bé và cô bé, thời trẻ con của bố mẹ thì hồi đấy rất là vất vả, và bố mẹ còn phải đi lội bắt tôm bắt tép. Với cuộc sống bây giờ thì tôi cảm thấy rất là biết ơn, và với những gì tôi đã có một cuộc sống rất là đầy đủ, và được là một vận động viên mà có thể mang màu cờ sắc áo đi thi đấu trên các đấu trường quốc tế. Dạ, so với ngày xưa thì các thầy cô cũng trải qua, và tôi cũng được nghe những câu chuyện của các thầy cô kể lại, thì hồi đấy cũng rất là khó khăn, còn tập ngoài trời chứ không được tập như trong nhà như bây giờ, và với một bộ dụng cụ rất là thô sơ có thể dẫn đến chấn thương và rất là khó khăn. Thì đối với sự phát triển bây giờ thì chúng tôi đạt được những có những bộ dụng cụ và những cuộc thi đấu rất là mang tính chất thế giới, và chúng tôi cảm thấy rằng nền thể thao Việt Nam ngày càng đang phát triển và sẽ cố gắng nhiều hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để mang Việt Nam đến gần với thế giới.